Messi. Con học tiếng Anh hả? Con chơi game tiếng Anh. Chơi game tiếng Anh hả? Cần nối chữ với nhau hả? Đúng rồi, tìm người ta có đưa, người ta có đưa từ mẫu á, xong mà con tìm là từ đó ở đâu á. À, giống như là clear hả? Clear. Là gì nhá? Bird. Dancing slipper. Ừ. Phá. Đây. Con dịch ra là như nào? Dạ. Yeah. Này là dancer là nhảy, sing là hát. Rồi. Rồi ba là bóng. Ừ. Clear. Clear là lau dọn. Ừ. À, còn hai từ này con chưa vậy. Cái này mới dựng. Bird này hình như là chim hay sao? Chim. Và nó cái nào con không biết nó. Như hồi nãy là người nói ngọng nhé. Để đó con dịch lại cho. Slipper. Slipper hả? Slipper. Bằng phần dịch hả? Hả? Dép. Dép à? Nó là dép hả? Còn hồi nãy cái người nói ngọng. Slipper. Sing. Cái này là con giống như là ấy rồi, giống như là học tiếng Anh rồi chứ đâu phải là chơi game nữa. Này yếu là game thông minh mà. Rồi bây giờ cho chú xem cái chữ coi. Apple, pa, ca, khói. Con đọc lại nè, cái chữ trên cùng là đọc như nào? Đây là trái táo, đây là quả bóng. Đọc đọc ấy con, đọc ấy. Apple, pa, ca, khói. Raisin, D, A, blue, mel, orange. Đây là trái táo, này là quả bóng, này là xe, này là đồng tiền xu. Cái này là trứng, cái này là đôi mắt, cái này là trái kem. Và mấy chữ kia con không biết. Raisin. Raisin. Mà không biết nữa. Thì cái đó con sẽ dùng phần mềm để con dịch hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nối từ hả? Coi coi nào, thử nối từ xem nào. Hả? Ok. Khói. Apple. Đâu vậy? Thấy không? Chứ mà con chưa thấy mà. Chú thấy nhưng mà chẳng lẽ chú chỉ cho con. Apple. Rồi khét không? TC. Ê. Ê. Hả? Raisin. Maple. Orange. Blanc. Còn apple nữa. Apple. Giỏi đấy. Amazing. Con lấy anh. Con lấy lấy không? Cái đó là tiền xu hả? Đúng. Do thời gian, thời gian mình mà trả lời nhanh thì là sẽ được nhiều xu hơn hay sao? Dạ. Trả lời nhanh thì mình sẽ được nhiều xu hơn hay sao? Dạ đâu có đâu. Tức là cái này không có thời gian đó chú. Chồm. River. AC. Rồi bây giờ sang sang cái bảng này thì bây giờ đọc sao? Con đọc sao? Thế là con không biết nhiều. Nhưng mà có đọc không? Thế là con đọc đại không mà, chứ mà không biết đúng không nữa. Không biết, biết đọc đúng hay không đúng không? Thì cứ đọc đi rồi cô chú anh chị sẽ nhận xét này. Thì xem. Có cái gì không? Chọn Crispy AC Phát P Pot Simo Soi Chi Thật chi. Con không hiểu luôn. Để con dịch thôi. Chọn soi. Soi đậu nành. Soi éo là đậu nành. Đậu nành đúng rồi. Soi xì.
vẻ xo xí nước xuân giờ hay là soi yếu soi xì đầu nặng giờ soi không hiểu đậu nành luôn nó biết tắt rồi xôi giáo là đậu nành luôn á xôi pin là đậu nành luôn không biết nữa phải dễ chồng chặt amazing boy thank you amazing đi amazing view khung cảnh tuyệt vời amazing world công việc tuyệt vời amazing plan nó tuyệt vời chồng Con có thích học tiếng Anh không? Nhá. Con thích học tiếng Anh không? Nhưng mà con không biết học để làm gì Không biết học để làm gì hả? Thì học cho biết cũng được nữa. giống như là mình phải học cho giỏi mình làm phiên dịch viên hay là mình làm gì đó Đúng làm mà. có làm phải có công việc để cho giỏi để nói hành nghề á Thì học để cho mình có kiến thức cũng được mà. nhưng mà học nhưng mà lâu ngày không nói rồi cũng quên Lâu nó cũng quên hả? Thì chú nói tiếng Việt, con nói tiếng Anh. Dạ lỡ người ta không biết tiếng Anh thì làm sao? Thì con cứ nói tiếng Anh của con, còn chú thì nói tiếng Việt. Câu nào chú hiểu thì chú trả lời, còn nếu không thì hai chú cháu nhìn nhau cười. Ủa là Thì gì á? Mà mình đang ở Việt Nam mà. kể đi, lâu lâu mình có gặp người nước ngoài mình chém gió chơi. Gặp người nước ngoài. Ủa là gì á? Mẹ con đâu là nó đâu, nhiều khi đó con nói một câu xong với ổng sổ là nguyên nồi cái con không biết luôn À, con nói một câu mà ông sổ lại nguyên giống như là nồi đúng giống như con nói có một câu á xong rồi không? ví dụ con hỏi một vấn đề gì đó đơn giản thôi xong mấy chú nó nói là nguyên một lèo những từ khó luôn là con không biết luôn hoàn toàn rồi hoàn toàn á Tính ra con từ xưa tới giờ biết được mấy thứ tiếng Thúy. con đâu biết đâu thợ săn mất Vậy chứ chú vẫn biết được ba thứ tiếng ạ. chưa biết tiếng gì à Cái thứ nhất là tiếng Việt này. Cái thứ hai là tiếng mẹ đẻ này. Cái thứ ba là tiếng địa phương. tiếng địa phương nữa ủa tiếng địa phương là ở đâu á chú Thì bây giờ chú nói để con hiểu nha. Cái tiếng địa phương ở quê chóa đó, chắc con nó biết không? Ừ, giống như là kiểu nhưng mà ba thứ tiếng là tiếng mẹ đẻ tiếng địa phương xong rồi tiếng gì nữa Tiếng Việt tiếng Việt nữa chủ trà rồi mà không hiểu trời. Con có biết cái tiếng địa phương là nói rắn không? tiếng địa phương thường là có nhiều tiếng lóng nữa Tiếng lóng là tiếng rắn, con nói cho chủ nghe thử con một. tiếng lóng là giống như là tiếng giống như là tiếng dân tộc đâu còn không thì là tiếng lóng là giống như là người ta có giọng kiểu cách cách nói riêng của vùng á kiểu là giống như ở trong cái khu vực đó ví dụ như người trong bản đó người ta nói mấy cái từ riêng biệt của trong cái làng đó không à còn không thì là tiếng lóng mà người ta giao tiếp mà phải người nào mà người ta biết thì mới được Nói chung là chỉ có cái tiếng của người địa phương là hiểu được thôi đúng không? Rồi chú nói tiếng Nghệ An mà con vẫn hiểu thôi chứ nữa. nhưng mà
giống như tiếng lóng là giống như hồi nãy chú hỏi con từ gì á. Chú hỏi con từ gì mà bây giờ chú cũng không nhớ ta. Là cái từ gì mà hồi nãy đó một con mở tủ lạnh chú hỏi con là có hiểu không, một con không biết nữa. À vậy đó hả? Con đấy là cái tiếng mà tiếng chủ gọi là tiếng mẹ đẻ này, con nghe này. Thì đang làm cái gì đó. Ủa, cái này thì đúng rồi là con nghe được. Còn nếu mà tiếng lóng của giọng của cô chú là con nghe không được nữa, chứ hay là nói nhanh quá. À. À, chủ nói tiếng mẹ đẻ mà con mình nghe à. Nè, tiếng là tiếng của Việt Nam mà. À, thì rõ ràng là chủ nó người Việt Nam thì chủ phải nói tiếng Việt Nam rồi. Ủa là sao cô chưa hiểu lắm? Chưa hiểu á, người gì mà người kỳ lạ. À, bây giờ con chưa hiểu chỗ mố mà. Ủa là hồi nãy chú hỏi con nghĩa về tiếng lóng đó, nhưng mà con hỏi thêm về những từ tiếng lóng mà chú chưa nói ấy. Rằng mà bây giờ con hỏi mấy chủ cũng bị rối luôn rồi. Là hồi nãy lúc con mở tủ lạnh chú có hỏi con một từ gì đó mà có biết không, mà cô không biết luôn. Dạ, cái lúc nãy chú hỏi cái tiếng gì ta? Chú hỏi Cô tiếng không gì mà biết bây giờ luôn. chú không có nhớ nữa. Mà chú hỏi con từ đó có hiểu ý nghĩa không? Mà cô không biết luôn. Đó là tiếng lóng mà. Nói tóm lại đó, nói tóm lại là con thông minh. Là gì đó? Thông minh, thiệt là thông minh, người thông minh đến mức độ như con đó Thúy, sống dài lắm. Là gì đó? Con biết con sống đến bao nhiêu tuổi không? Ai gọi cho chú? Này, con biết chú Điền á, có mấy người xem tướng của chú Điền xong rồi phán chú Điền câu gì con biết không? Là gì đó? Chú Điền sống đến 100 tuổi đó, 100 tuổi không? nhưng mà ế. Là gì rồi? Do chú Điền khó tính quá. Khó tính hả? Khó tính không? theo Không theo biết con luôn. thì chú Điền khó tính hay là do chú Điền chưa có đủ duyên? Mẹ thường á, thường nếu mà đến tuổi đó mà chưa có yêu á, thường là lo cái công việc nào, mình bận cái gì đó hay là mình theo đuổi gì đó mà không có thời gian. Còn không thì do là ví dụ như mà mình yêu nhớ chết yêu, còn Cái không gì á thì người mình yêu nhớ mà chết queo hả? ví dụ như rồi tới già đó sống với mình mấy chục tuổi xong cái tự nhiên chết queo, cái mình cũng lớn tuổi rồi, cái mình ở vậy tới già luôn. Còn không á Không thì sao? là còn không á, hồi đại hồi là gì á, con không biết nữa. Theo chú đó, chú Điền á, khả năng chú Điền bị dính một cái lời nguyền. Đó là gì á? Dính một cái lời nguyền giống như biết nói sao ta, bây giờ làm sao mà gỡ được cái lời nguyền đó ta, chỉ Ủa, có một cái cô lời nào nguyện đó đó. là gì á chú? Con có xem mấy cái truyện cổ tích ngày xưa không? Chuyện cổ tích hồi xưa là gì á? Mấy cái truyện cổ tích ngày xưa mà giống như là hoàng tử ếch này kia đó, là giống như bị một cái lời nguyền mà thành từ hoàng tử mà biến thành con ếch á. Cái phim đó con có coi sơ Đó, rồi. kiểu đại loại như vậy đó. Thì chú Điền cũng là theo chú Điền chắc cũng cũng bị dính một cái lời nguyền giống giống vậy đó. Bây giờ phải có một cô nào đó mà yêu thương chú Điền thật lòng á. Rồi thay vì chú Điền đi tán người ta thì người ta sẽ phải tán ngược lại chú Điền, thì may ra chú Điền mới mới Ủa đó là gì á? theo chú nghĩ vậy, bởi vì á chú thấy chú Điền Ủa mà chú ơi, ủa tại sao lại nhắc chú Điền à? Hay là lấy chú Điền là một trường hợp ví dụ, đến bây giờ đúng chú rồi, Điền chưa có người đúng yêu. rồi, lấy trường hợp làm ví dụ á. Nhưng mà hôm trước là chú Điền đã giới thiệu là chú Điền quen cô Kiều rồi mà. Không, đó trước đó là bạn với nhau thôi. Ủa nhưng mà hôm trước là chú Điền đã giới thiệu là cô Kiều đó là bạn của chú rồi mà. Thì bạn thôi, bạn bè thôi, giống như bạn thân vậy đó. Nhưng mà sao hôm nay chú Thành lại nghe là chú Điển đó? Thì giống như
tự nhiên ngồi rồi chú nhớ ra, xong rồi chú nghĩ chú điền giống như là một cái câu chuyện để mình nói chuyện vậy đó. Nhưng mà theo con thì có đúng không? Theo theo con thì chú điền có bị ế lâu năm không? Chú Điền nó bị ấy lâu năm không? Là nhiều khi là chú Điền bận công việc quá, hay là chú Điền với cô người yêu là chú muốn cưới nhau, là cả hai cùng cố gắng làm việc. Kiểu bây giờ cũng có giống như là ủa sao mẹ sao tại sao lấy chú Điền, con đâu rành với chú Điền đâu. Không thì cuộc sống riêng của chú Điền thì chú cũng đâu có rành đâu, nhưng mà vì là tới giờ này mà chú Điền chưa có lấy vợ đó. Thì hỏi chú mà hỏi nhiều ấy chú cũng ngại, thành ra là hôm nay chú cháu mình nói xấu chú Điền chịu. Là gì à? Mà giống như là coi độ tuổi của chú Điền nữa để mà nói lên là tại sao bây giờ chú Điền chưa có người yêu. Bởi vì là trước đó là chú nghe có hai người thầy xem tướng phán chú Điền á, chú Điền sống dai lắm, nhưng mà chỉ có một điều á, ế. Ủa, nhưng mà tại sao là chú Điền lại ớ, trong khi đó là hàng ngày chú Điền hay tiếp xúc với nhiều người mà cũng có nhiều bạn bè nữa. Thì bởi cho nên là ngày hôm nay này chú cháu mình á nói bây giờ có ai ở trên cộng đồng á mà thương chú Điền thôi chú cháu mình gả luôn nha. Ủa là gì vậy? Mình gả chú Điền luôn Mà cái đó có là việc riêng của chú Điền không? Mà không được tự ý rồi. không? Không sao, mình bởi vì chú Điền chú nhát quá thì mình tạo cơ hội cho chú có cơ hội để chú gặp cái người phù hợp hơn. Ủa nhưng mà đó là phải chú đáng lẽ ra là chú phải nói chuyện với chú Điền trực tiếp chứ, tại sao chú lại nói với Chú nói con? rồi nhưng mà chú Điền cứ cười 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 hoài không, rồi sau rồi chú mới nói gì con biết không? Chú bảo là hay là Điền để tôi kiếm cho thằng nào về ở chung cho nó vui. Nhưng mà theo con như vậy hợp lý không? Là kiếm thêm thằng nào về ở chung cho vui, đó là con trai hay là con gái Con trai. không? Thì bây giờ không muốn lấy vợ thì cho chú Điền lấy chồng cũng được nữa. Ủa là gì à? Mẹ chú Điền thích con trai hay là thích con gái? Nhưng mà tại sao à? Mà lấy ví dụ chú Điền thì kỳ quá, giống như hồng ổng không có mặt ở đây. Kệ đi, lâu 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 thì bây giờ lần trước ấy chú làm mai chú Điền mà chú Điền không chịu đó, mà con gái không chịu thì bây giờ mình thử tìm một người đàn ông nào đó mình gả cho chú Điền thử xem chú Điền chịu nha. Nhưng mà cái đó là phải hỏi ý kiến chú Điền chứ. Là thường là mình gặp nhau, mình yêu nhau, mình thương nhau, tức là phải do mình tiếp xúc nhiều, hay là mình quen biết, mình nói chuyện nhiều, mình trò chuyện nhiều, kiểu là giống như là nói chuyện thường xuyên, coi là hai bạn có hợp nhau không như vậy. Nhưng mà chú Điền bây giờ á chú thấy chú Điền gần như là bỏ qua cái giai đoạn yêu luôn này, bây Ủa là gì giờ vậy? đến là cưới thôi chứ không có yêu đương gì nữa đâu, bỏ qua luôn này. Nhưng mà có nghĩa là chú Điền chắc cũng có người yêu rồi đó. Có đấy hả? Sao sao con biết? Dạ. Sao sao con nghĩ vậy? Nó có không biết nữa. Nhưng mà con đâu có suy nghĩ gì đâu. Ngày hôm nay chú Điền hình như đi đám ở đâu á, có nhắn tin bảo là hôm nay được ai đó gọi là cái gì con rể rồi. Nhưng mà nghe nói thế thôi, nhưng mà chắc là rượu nói quá. Hả? Ủa là gì vậy? Chắc rượu Ủa bia nói nhưng quá. mà có chú Điền đây hôn mà sao mà nói xấu chú Điền dữ Kể thế? lâu lâu mình nói xấu một bữa sao đâu. Ủa mẹ sao tự nhau chú Điền với chú Thành là chơi thật thân đúng không? Mà cho nên là giờ thì chú Điền cũng báo với chú Thành nữa. Nhưng mà hôm nay á chú cháu mình nói riêng chứ không có ai nghe thấy đâu. Mà không ai nghe thấy là gì à? Nhưng mà mình hôn hôn nói chuyện vấn đề về người khác được không? Không không nói về người khác đúng không? Rồi thế bây giờ nói về con nha. Nói về con mà nói về cái gì? Nói về con là nói về cái gì hả? Nói chung là mấy lâu nay ấy, thì chú thấy con rất là tiến bộ đấy, rất là tiến bộ, chỉ có điều vậy này. Buổi sáng con chịu khó báo thức nha. Ok, báo thức từ dậy nha. Cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai ấy. Mọi người khi mà gặp con á, mọi người rất là quý con, rất là thương con. Đấy, mọi người giống như ngày hôm nay, ngày hôm qua đó, người ta thấy con dễ thương quá, người ta muốn xin chụp hình này kia cái nọ đó, mình cứ vui vui vẻ bình thường thôi.
cái đó người ta quý, người ta xin tấm hình về làm kỷ niệm mà, đúng không? Đó, là chúng muốn con phải phải thân thiện với mọi người đó, chúng muốn con vậy đó. Cho mình, người ta thương mình đừng có xa lánh người ta nhá, ok không? Còn nó biết đâu. Thì ok thì cùng cái tay ấy coi. Bỏ lại con không biết. Không thì nếu như mà người ta xin chụp hình á thì ok mà, đúng không? Bỏ con không biết nữa. Mà sao không biết? Là tại con cũng nghe dân thường mà. Là sao chụp hình con nhỉ? Con đâu Thì phải là ca sĩ hay là diễn viên hay là thần tượng gì đâu mà chụp hình chung với con để làm gì. nhưng mà nhiều khi những người mà nổi tiếng bây giờ người ta không không có thần tượng đâu, mà bây giờ đôi khi con dạng gì vậy mà người ta lại idol con ấy. Là đâu có gì đâu mà idol. Thì ai biết được đâu, theo chú nghĩ vậy, bởi vì người ta thích cái nét dễ thương của con thì người ta thương thôi, chứ đâu có Con ai không bắt biết được. nữa. Mẹ ở chung với cô chú bao lâu Ở chung với cô chú bao lâu hả? Thì bây giờ con muốn ở chung với cô chú bao lâu thì con ở, rồi khi nào mà con muốn làm cái gì tư riêng thì con nói với cô chú, đúng không? Đó, cô chú thoải mái mà. Rồi ok, không học tiếng Anh nữa hả? Có mẹ. Đâu đâu, học thêm bài nào nữa cho chú coi, thêm bài nữa coi. Nói chung là chú thấy cái khả năng đọc tiếng Anh của con cũng khá là xuất sắc đấy. Chú không có đọc được như vậy đâu. Bình thường chú mà đọc là Z no hello đấy. Là gì đó? Này. Nó quảng cáo đúng không? À, nó lên tranh. À, chú thấy con có vẽ mấy cái bức tranh ở trên kia khá đẹp ấy. Nhưng mà con vẽ lúc nào mà con chú hay trời. Để rảnh rảnh con vẽ cho chú một cái bức tranh hoàn thiện cho chú xem nhá. Được không? Cái chân hoàn thiện Ừ, có nghĩa là vẽ từ đầu cho đến cuối á. Nha. nè. Còn mà cái Còn gì khả nữa? năng của con khá hay đấy. Mà cái này có nấu rành đâu. Không rành mà con làm được như vậy là cũng rất là hay rồi. Chứ mà rành nữa thì không biết bây giờ chắc thành cái gì rồi. Cái là gì đó? Mà con không hiểu luôn. Chữ đó chữ gì? Đã. Là dịch ra sao? Đó là ngày. À. Ủa phải không? Đúng không? Đúng không mà? Không Đúng hiểu rồi. nha. Ủa còn chữ đây. Ngày luôn. Mẹ đáp cũng là ngày luôn nữa. Ủa date of rain ngày sinh. Date of issue ngày phát hành. Date of ngày của. Gì vậy? Năm. Năm. Me no ti bao nhiêu phút? Phun miến phối lớn hậu dự ấn thăm thăm lại lại Mình dòng thời gian đừng kể nhé. Lạnh 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 rồi rất hôn dây điện thoại cũng là lan lớn rồi phần tuyến cũng lan lớn sẽ sợi chảy rồi đường dây đường trên trời đường gạch đường hàng không vậy là airline nó Apple ticket Apple Apple là tuyến sân bay à lại
ánh xén không khí. Gì hả? Sư nấu xong rồi, con đi lên nào. Mở cái okay. Ok. Sao? Lên lầu hả? Rồi, ok, bye con. Chúc ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người con. Bye bye. Bye bye.